Xin được kính chào tất cả chủ tịch Ban Cán xã hội các thành viên Việt Nam, kính chào các giám đốc, kính chào quý thính cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và các tham dự viên của hội nghị thường niên Caritas về Ban Cán xã hội Caritas, và cũng là dịp kỷ niệm 10 năm, tôi cũng xin có lời chúc mừng đến với ủy ban. Các người đọc cái bài phát biểu của đức cha trong ngày được khai mạc hội nghị thường niên, là tóm được những cái kết quả đã làm được cũng như là những cái đường hướng sắp tới đây trong thời gian tới. Nếu trong ý đấy thì kính thưa hội nghị, là tôi được xin chia sẻ một chút với quý vị về cái đề tài tiến tới để phát triển. Và tôi cũng đã cố gắng để soạn một cái bài nói chuyện trong cái thời gian này đây, vắn tắt thôi. Tôi chỉ xin đưa ra hai cái điểm chính yếu nhất để xin được gửi đến quý tham dự viên. Tức là, trước hết là một đôi cái tâm tư của tôi liên quan đến cái đề tài này với Ủy ban Bác Ái Xã hội Caritas Việt Nam. Và thứ hai là trong tư cách người phụ trách cái Ủy ban Văn báo Tin mừng ở trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, tôi cũng mong ước có một cái sự liên đới giữa hai ủy ban chúng ta để cùng nhắm một mục tiêu hoạt động phục vụ con người với tình yêu thương, như là cha Giuse khởi động con tim đến với anh em, không chỉ là lo lắng cho họ về cái phần xác, cái phần thể lý, như đó là mục tiêu của ủy ban và ai xã hội, mà còn với tình yêu thương giúp cho họ làm sao để mà đạt được đúng cái điều mà là sứ mạng quan trọng của hội thánh chúng ta cho nhận thức thì Chúa. Thì trong cái bài viết của tôi đó, tôi có được biết là sẽ chuyển đến tham dự viên, chắc chắn là bài viết này còn khiếm khuyết nhiều lắm ạ. Xin dùng nó như là một cái bản tóm được sơ lược thôi, phát thảo, rồi sau nữa chúng ta sẽ có thể có những anh chị em có thể đóng góp thêm ý kiến bổ túc để được chúng ta có thể thực hiện được. Thế thì cái liên đới đó là cái xu hướng của mọi nơi mọi thời vân vân, và trong hội thánh cũng thế thôi. Chúng ta tự học thì ở trong hội thánh chúng ta cũng đặt cái vấn đề liên đới giữa mọi thành phần rồi mọi tổ chức. Ở trong hội đồng giám mục Việt Nam thì các ủy ban cũng được mời gọi và đang có những nỗ lực nối tiếp với nhau. Và như đức cha chủ tịch ủy ban Bác Ái Xã hội cho biết trong bài phát biểu khai mạc, ba ủy ban Di dân, rồi Caritas và ủy ban Văn báo Tin mừng, chúng tôi cũng muốn nối tiếp với nhau để cùng phục vụ con người, cả xác, cả hồn, cả hai phương diện. Nhìn vào bên Tây phương, chúng ta cũng thấy được một cái sự gọi là nó kéo cảm động một tí. Cái này nó đập vào mắt người mọi người thôi. Khi tôi được sống bên Pháp một thời gian, mình thấy hiện tượng người Công giáo họ không có thực hành đạo practical, họ không có cái thực hành, họ ít đi nhà thờ, họ ít đi lễ, họ ít chịu các cái tín ngưỡng, nhưng mà cái tương quan hàng, đó là tương quan hàng dòng với Chúa, thì xem ra bị họ xa lạ. Nhưng mà họ vẫn nói là họ tin Chúa, họ vẫn yêu Chúa, cái cách thể hiện nó khác, họ không lấy nhà thờ, họ không lấy nhận tâm tín. Thế là còn cái tương quan hàng ngang với họ thì còn tuyệt vời, nghĩa là tôi thấy, tôi cảm nhận thấy được người ta rất là nhạy bén trước những nỗi khổ đau thể xác và tâm hồn của người khác, bất luận đó là ai. Có khi đó là những con người rất xa lạ, họ không hề biết đến. Tôi lấy cái ví dụ rồi, ở bên đấy tôi cũng ở trong một cái họ đạo Pháp 2 năm, tôi cũng đi theo cái gọi là cái đường hướng gọi là pastoral concession, concession pastoral. Mình hội nhập vào với một cái giáo sư bên Tây, học hỏi cái đường lối phục vụ của họ. Thì ngày thường đi dân lễ thì chỉ có một nhóm nhỏ thôi, nhưng mà nó nối kết với nhau kia, khi những người dự lễ gắn bó với Chúa là đầy người, nhưng mà gắn bó với nhau thắm thiết lắm. Nó không giống như mình ở đây, ôi trời ơi, nhà thờ đầy người,
và trở thành mỗi người như là một hòn đảo đó nhỉ, xa lạ với người bên cạnh, chẳng biết, chẳng quan tâm. Nhưng mà bên Tây thì họ lại cái sự liên đới của họ nó cụ thể lắm. Thế rồi tôi còn nhớ là trong các cái lễ khi mà sau bài chia sẻ thì người ta để một khoảnh khắc cầu nguyện để cho thấm nhập mỗi người cảm nhận cái lời Chúa. Cái sau đó người ta làm cái lời nguyện giáo dân, mỗi người tự ý phát biểu lên những cái ý mời gọi những người khác cùng hiểu đến mình cầu nguyện. Thì tôi để ý thấy là họ ít cầu cho mình lắm, mà họ cầu cho người khác không, mà cầu cho ai? Thường là những người bị khốn khổ, bị bệnh tật, thiên tai, đau khổ, tai nạn, chết chóc, những người ở xa lạ, có khi ở châu lục khác, ở Phi Châu xảy ra một cái sự kiện gì thì họ cảm thấy như là nó chạm đến họ để họ cầu nguyện cho. Thế cho nên rất là có thể thể hiện được cái sự liên đới, đã là sự liên đới trong một tinh thần rồi. Nó khác với người Việt chúng ta nhỉ. Nhiều khi chúng ta thấy nó người chúng ta bây giờ cứ mở miệng là cầu nguyện cho mình, xin Chúa cho con cái này, xin Chúa cho con cái kia, mình bất kể anh em mình bên cạnh mình như thế nào. Nói về không phải tất cả, không vơ đũa cả lắm, phải nói thật sự ra ở tại Việt Nam chúng ta ngày nay đó, người giáo dân cũng đã trưởng thành, người ta cũng đã biết nghĩ đến người khác, cũng chia sẻ. Cụ thể các bạn nên trong ủy ban văn hóa xã hội các khác thấy sự đóng góp vật chất của người Công giáo Việt Nam mỗi ngày nó một cái đi lên, và tôi cũng cảm nhận được cái sự liên đới qua sự chia sẻ đáng kể lắm, đáng quý lắm, tinh thần vật chất có nhưng mà chưa đủ để đây đối với anh em chị em đây là những người làm công tác bác ái xã hội một cách trực tiếp cho tôi được đề nghị thêm. Mình phải chúc cho anh chị em của mình ý thức đi liên đới với nhau để thăng tiến ngay trên quê hương đất nước chúng ta, làm sao cho người nghèo đó họ đón nhận được ở nơi chúng ta cái sự liên đới giúp đỡ cho họ để mà thăng tiến lên. Cái sự góp phần vào với các công tác bác ái từ thiện, tôi vẫn cảm nhận thấy nó cũng còn hơi hợp. Xin lỗi, mình ở đây cũng có hai cha Hương Hóa. Thế tôi thấy điều chỉ mới bắt lòng thế này này, là việc bỏ tiền oi, xong rồi thì nó đã trích ra 1/3 để làm cái quỹ bác ái trước cho người nghèo. Thế xong rồi đóng cái tiền bác ái mỗi một nhân danh, đóng cái tiền bác ái 5.000 đồng một tháng. Rồi bây giờ cha anh đây, cha Nguyễn Phúc Anh là giám đốc bác ái ở tại Kinh Quân Hương Hóa thì cũng đang nỗ lực đi các xứ để kêu mời người ta gia nhập vào cái hội bác ái. Thế thì là những người mà vào hội này thì đóng góp thêm một khoản tiền nữa, thì như ít lắm phải không cha anh, có 2.000 đồng một tháng. Đấy, thế tôi cứ nghĩ thế này, là cái chuyện mà mình đóng góp tiền bạc là một phần, và đúng thực là người ta vẫn có thể quảng bá hơn nhiều chứ, có tiền bạc nhiều hơn, mình làm sao cố gắng để giúp cho người ta. Cho đến bây giờ hầu như là mình cứ toàn nhận ở bên các cái hội từ thiện ở nước ngoài là nhiều, chứ còn là cái nỗ lực của chúng ta đó, không rõ các giáo phận khác. Giáo phận nhất ở Việt Nam thì chắc là quá tạm hơn, nhưng mà tôi cảm nhận như là mình vẫn còn sơ sài trong cái vấn đề này. Làm sao để giúp ngay cho chính những người Công giáo của mình đây này ý thức vì trách nhiệm, cái đấy là cái trách nhiệm, đó là cái bộ phận của họ phải cộng tác, phải liên đới với nhau, với ủy ban, với các tổ chức của giáo hội để mà thực hiện cái điều bác ái này, thì nó là một cái giới luật quan trọng mà không thể bỏ qua, không thể chỉ là nghĩ đến mình mà thôi, mà nghĩ đến được nhiều người khác nữa. Không chỉ là đóng góp hay là chia sẻ tiền bạc nói đến sự liên đới, mà còn nhiều cách khác lắm rồi. Tôi cũng đã thấy
là phải được là người ta cũng đã ý thức được, nhưng mà bây giờ mình nên phát động nhiều hơn nữa là không chỉ cho cái hồi dư thừa mà cho cả cái cần thiết đấy, rồi là nó là cái vấn đề tiền bạc. Thế rồi còn tiến tới trong sự cho đi thời giờ và sự giúp đỡ bằng tay chân. Đấy. Chẳng hạn như ở trong năm anh tôi có một cái nhà cô Di ở Phú Hữu, tôi đến thăm biết rằng các em sinh viên ở Hà Nội vì cách đó khoảng 50 cây số, gần thôi. Thế thì những ngày nghỉ các em sinh viên đó, nó đến với cái trại cô Di này, cái nhà cô Di này, nó dành thời giờ, nó chia sẻ cái tình yêu thương một cách rõ rệt, chăm ấm bóng các em bé, phục vụ các em bé, tắm rửa cho ăn, dỗ dành nó, chơi với nó. Thì cái đó cũng là nói lên một cái lòng bác ái và sự liên đới tốt lắm. Rồi với các cụ già bây giờ thì tôi thấy là nhiều cái hoàn cảnh thảm thương, có những cụ già có con có cháu ấy, nhưng mà con cháu cũng vất vả quá, nhiều khi nó bỏ bê cả ông bà mẹ. Tôi đã gặp thấy một đôi vợ chồng già có con có cháu đầy đủ đấy, đông đảo đấy, nhưng mà nó bỏ mặt. Thế hai ông bà phải đi mót hoa quả nhiều thứ để mà sống. Thế thì ví dụ như là mình cũng đang làm đến những cái hoạt động thực tế, chứ không phải là mình chỉ cần trợ giúp mà như những cha du xe, tôi xin lỗi không biết tên cha, và cha du xe nói đó là bố thí hay là mình thực thiện, nhưng mà cái lòng bác ái thật sự nó là trong cái sự cảm nhận được nguồn liên đới, như là người thân của mình chia sẻ tất cả những gì mình có, tiền bạc, thời giờ, sức lực, và nhất là con tim, tình yêu của mình. Đấy, đấy là cái điều mà tôi nghĩ cái bằng bác ái xã hội nên quảng bá rộng rãi hơn để cho anh chị em giáo dân của mình ý thức làm tham gia vào các công tác bác ái trong cái tình liên đới với nhau rất là nhiều cái cách thế. Bây giờ sang cái điểm thứ hai, tôi nói ngắn tắt thôi về cái chiều hướng là hai cái hoạt động bác ái và hoạt động loan báo tin mừng nó liên kết với nhau. Thế thì tôi thấy là lấy ngay từ sách Tông độ công vụ, anh chị em chúng ta đọc sách Tông độ công vụ chương 2 câu 44-47 đã cho biết được. Đây chúng ta thấy ngay từ giáo hội xưa hai là có một cái sự liên đới giữa hai cái hoạt động này. Tôi xin trích đọc cái đoạn này, đoạn 2 câu 44-47. Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung, họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Họ đồng tâm nhất trí ngày ngày chuyên cần đến đền thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến, và Chúa cho công đoàn mỗi ngày được có thêm những người, có thêm những người được cứu độ. Qua những cái hoạt động là những cái việc làm bác ái chia sẻ, nói đến sự liên đới đó, thì đồng thời người ta cũng nhân biết Thiên Chúa. Thế rồi ở chương 4 câu 32 đến câu 35 cũng diễn tả một cái ý tưởng liên đới giữa hai cái hoạt động bác ái và làm báo tin mừng. Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo mà chỉ có một lòng một ý, không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ mọi sự đều là của chung. Nhờ quyền năng mạnh mẽ của Thiên Chúa ban, các công đồ đã làm chứng cho Chúa Giêsu sống lại, và Thiên Chúa ban cho tất cả các ông dồi dào ân sủng. Trong cộng đoàn không ai phải thiếu thốn, vì tất cả những người có ruộng đất nhà cửa đều bán đi lấy tiền đem đặt dưới chân các công đồ, tiền ấy được phân phát cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Hai đoạn sách Công vụ người nói đã có thể là được một cái mẫu mực liên kết giữa hai hoạt động bác ái xã hội và loan báo tin mừng. Thế rồi chúng ta thấy là theo dòng lịch sử, cái tin mừng nó nói đến đâu thì tại đó giáo hội đều không quên tìm cách vừa loan báo tin mừng nhưng vừa trợ giúp bác ái cho người ta để thăng tiến họ. Ví dụ tại Việt Nam, khi các thừa sai lao giảng và thành lập cộng đoàn Kitô hữu thì các ngài quyền giúp dân nghèo thăng tiến cuộc sống vật chất, chẳng hạn như là cho họ cấy ruộng rẻ của nhà chung với một cái mức thu thấp để họ sống, và đồng thời là người ta giữ lòng vui.
Thế rồi tôi có biết được một vài câu chuyện khi ở với cha Mary Marie Gressonier, một vị thừa sai Pháp sau này ngài chết trong dịp trong biến cố Tết Mậu Thân. Cha Gressonier cũng kế ngài làm cha sở Lăng Cô năm 1954-55, dân Lăng Cô là dân từ là Bắc, từ ngoài Quảng Bình di cư vào, thì ngài giúp cho những người dân họ sống bằng nghề chải cá chải lưới đó, bằng cách là ngài mua máy nuôi tôm để họ đánh bắt cá xa bờ nuôi, đời sống đi lên. Cha Leopold Cagnè là một khuôn mặt nổi bật trong các vị thừa sai Pháp, là một nhà truyền giáo nhưng cũng là một nhà văn hóa, một nhà huế học. Thì ngài tôi chúng tôi rất cảm động khi có một cái tuần lễ hội thảo về cha Leopold Cagnè tổ chức tại Huế do Ủy ban Văn hóa của Hội đồng Giám mục Việt Nam, khi ấy là đức cha Nguyễn Văn Sang làm chủ tịch tổ chức một cái tuần lễ này. Thì qua đó chúng tôi được học đến cha Leopold Cagnè không chỉ rao giảng tin mừng mà ngài còn dạy cho dân trồng rồi dệt vải bán đấy. Ngài làm cho đời sống cho dân trí của dân đi lên. Giáo hội mở trường dạy nghề, dạy văn hóa, kỹ thuật vân chính là để giúp cho người nghèo đi lên, nói lên sự tin tưởng, và qua đó là loan báo tin mừng. Lúc này đây giáo hội Việt Nam chúng ta muốn hoạt động nhiều hơn nữa để thăng tiến đồng bào không phân biệt tín ngưỡng đâu, và nhất là thăng tiến những người nghèo khổ. Nhưng mà thật đáng tiếc là chúng ta chưa thể làm được những gì mình muốn. Có thể có người thắc mắc tôn giáo thì lo việc nào đi, xíu một chuyện đời làm gì? Thì đây tôi cũng tìm được một câu trả lời trong tâm hồn giáo hội tại Á Châu năm 1999. Trong tâm hồn trong giáo hội cho chúng ta thấy một cái sự liên đới giữa hai ủy ban này, giữa hai cái hoạt động bằng hai xã hội và là bằng tiền mừng. Cho tôi được tiếp tục hai cái đoạn này. Giáo hội quan tâm đến con người và các vấn đề của con người, tức là về chỉ đời sống vật chất, thể lý. Vì sứ mạng của giáo hội là loan báo tin mừng cho cộng đồng nhân loại. Vì giáo hội quan tâm đến con người và các vấn đề con người, vì sứ mạng của giáo hội là loan báo tin mừng cho cộng đồng nhân loại mà giáo hội là thành phần, cũng là những con người, và có mối liên đới sâu sắc như cộng đồng Vatican thứ hai đã xác định trong lời mở đầu hiến chế mục vụ về giáo hội. Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người hiện nay, nhất là của người nghèo và của những ai đau khổ, thì cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô. Quả vậy, không có gì thật sự của con người mà lại không gieo âm hưởng ở trong lòng họ. Hiến chế WSS số 1 đó. Tức là giáo hội gắn liền với con người, liên đới với con người, thì giáo hội cũng là những con người, nuôi những con người. Giáo hội đã đề ra giáo huấn về xã hội là những nguyên tắc có tính hướng dẫn một hoạt động của Kitô hữu, cũng như những người thành tâm thiện trí khi họ muốn phục vụ sự phát triển đích thực của con người, nhất là của người nghèo và những người bị thiệt thòi trong xã hội. Ở đoạn sau chúng ta cho thấy nói đến cái sự phát triển con người đích thực là con người gồm cả hồn, cả xác, cả vật chất, cả tinh thần. Đấy. Bây giờ sự phát triển đích thực và toàn diện của con người theo học thuyết xã hội của giáo hội cho thấy mối tương quan giữa hoạt động bác ái xã hội, đó là lo lắng về phần xác cho anh em, và loan báo tin mừng là ưu tiên quan tâm đến phần hồn của anh em như sau. Con người chứ không phải là của cải hay kỹ thuật là tác nhân chủ yếu mà là mục tiêu của sự phát triển. Thế nên sự phát triển mà giáo hội cổ võ vượt xa những vấn đề kinh tế và kỹ thuật. Sự phát triển ấy bắt đầu và kết thúc với sự toàn vẹn của con người đó, đã được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa và đã được Ngài ban cho một phẩm giá cũng như các quyền con người bất khả nhượng. Tôi muốn giáo hội tại Á Châu số 33, tức là khi phục vụ con người, giáo hội không chỉ là thương yêu cái
sự đau khổ thể lý của người ta, cái sự đói nghèo, đốt nát, đừng khỏi hay là bị gạt ra bên lề xã hội để an ủi họ mà thôi đâu. Nhưng giáo hội còn muốn qua đó mời gọi họ nghĩ đến một vị Thiên Chúa là Cha yêu thương họ. Những hoạt động bác ái của xã hội không phải giống như những hoạt động từ thiện hay là cứu trợ như là Cha Chúa Xe hay cũng vừa nói đấy, hồi nãy mình nói. Không phải chỉ là chúng ta chỉ là nhằm để xoa dịu. Cái này là cái mà chúng ta cũng cần phải lưu ý. Bởi tôi có một cái cảm nhận như thế này. Nhiều khi có những cái đoàn trong thiền giáo phận là khi gặp những cái thiên tai như vừa qua bão lũ quét vân vân thì là thì có những người tốt lắm, tôi không phủ nhận cái lòng tốt của họ, phủ nhận tình thương bao la của họ và sự quảng đại họ tạo nhau góp lại. Sau rồi điện thoại thưa xin đức cha giới thiệu một chỗ làm này chúng tôi lên làm phát quà tặng quà ăn uống tốt lắm tốt lắm. Nhưng mà cẩn thận, chúng ta phải làm sao phải nhắm đến cái đích cao nhất. Thứ nhất là nói đến một sự liên đới, một sự chia sẻ trong tình yêu thương, tôn trọng cái phẩm giá của cái người, chứ không phải là như một hành vi bố thí, một hành vi từ thiện cho đi để xoa dịu cái lương tâm của mình. Rồi sau khi mà xong rồi cái là kéo nhau đi đến chén một bữa no say và hài lòng vui mừng vì như thế là mình đã làm một việc tốt. Thế đấy thực sự không phải tôi đi nói, không phải tôi chỉ trích, tôi chỉ nói những cái điều mình cảm nhận thế này để làm sao để giúp cho người chính những người đi ra cái công việc đấy mình đang làm một việc bác ái chứ không phải một cái việc từ thiện, một việc bố thí. Thứ hai cũng phải cẩn thận, kẻo những cái người mà nhận được đấy họ sẽ có một cái não trạng như là trong tạng và cái chờ ngồi chờ để hưởng thụ để được những cái đó. Thật sự là cũng rất là dễ thôi, nhất là những anh em dân tộc người ta khi mà nó nghèo quá rồi thì họ chả có biết rồi. Thế là chúng tôi bao quanh cái chỗ làm sao để thân tín họ mình giúp cho nên có các cha mà phục vụ cho những người bông nói khó lắm, bởi cái táo trạng của họ nó chỉ tè tè nữa thế này, ngày mai họ chả cần lo mày sắp tới đây lấy gì ăn lấy gì mặc đói không nó mặc kệ mà cứ thản nhiên đấy. Thì khó mà thành thế lắm. Cho nên cũng cả hai cái việc đó. Thế bây giờ tôi xin trở lại cái điều này để kết luận luôn nhé. Là chúng ta làm thế nào để ý thức thêm rằng là khi anh em làm những công tác bác ái đó thì không phải chỉ có là nghĩ đến cái phần xác xoa dịu những đau khổ của người ta, nhưng đồng thời anh em chúng ta còn có một mục tiêu cao hơn, chúng ta giúp cho họ cũng đón nhận được nhận biết được Thiên Chúa là Cha rất lớn lớn, mà chính chúng ta đây là những cánh tay của Ngài, là những trái tim của Ngài, là bàn chân của Ngài để đi đến với những anh em đấy. Và qua chúng ta làm sao để cho họ nhận ra được Chúa kìa. Đấy, cái mục tiêu của hội thánh trong cái công tác của nó cao. Và như vậy chúng ta thấy rõ ràng là nó phải nối kết cả hai cái hoạt động. Làm sao khi mình lo lắng chia sẻ nâng đỡ tiên đối anh em về phần xác thì cũng về phần hồn nữa, chính chúng ta sẽ được hưởng cái hoa trái của nó trước đấy, chứ không phải là người được sự giúp đỡ của chúng ta đâu. Đây này, chúng ta cũng có thể nhận thấy là nơi những người công giáo khi mà họ tham gia vào các công tác bác ái xã hội thì bản thân họ xác tín hơn về niềm tin, họ mở ra con tim của họ, tâm hồn của họ, con người của họ mở ra để chính họ xác tín hơn về cái niềm tin, nhiệt thành hơn về đức ái và vui tươi hơn khi sống đạo. Và họ đúng là trong cái tình tiến tới những cái đề tài của hội nghị hôm nay, họ sẽ cảm thấy họ gần gũi với anh em nghèo khổ để thương yêu họ. Và chúng ta thấy sẽ có những cái hoa cái tốt đẹp lắm. Rồi đối với những anh em lương dương hay kể cả những anh em công giáo mà khi nhìn thấy những hoạt động bác ái xã hội của đạo công giáo thì họ cũng cảm nhận ra đúng là chân thiện ý và
sẽ thúc đẩy họ đi tiếp cái đoạn đường mà đã định tìm với Chúa. Thì tôi vì thời giờ nó nhiều cho nên chỉ xin là lượng nhà một vài cái ý chính như thế thôi. Tôi ước ao là các chị em chúng ta dưới tác động của Chúa Thánh Thần trong cuộc hội nghị này sẽ thấy được rõ ràng những cái chiều kích của cái đề tài liên đới để phát triển được nối kết với nhau, nối kết trong nội bộ của mình, bạn như là trong cái bài thuyết trình của Đức Cha Chủ tịch cũng mời gọi phải làm sao các anh em làm công tác các cái xã hội các tác nối kết với nhau, liên đới với nhau, rồi với các ủy ban các cái bộ phận khác. Chúng tôi ao ước lắm, rất là mong ước như ý kiến của chúng tôi đó, cái tầm vĩ mô chúng tôi cũng ao ước là ủy ban văn hóa xã hội và ủy ban văn hóa tin mừng trong những năm tới đây sẽ có thêm nhiều hoạt động liên kết để cho thanh niên con người phát triển. Và trước khi chia tay, tôi cũng xin nhân cơ hội đây để thay mặt cho giáo phận Thương Hóa cảm ơn ủy ban văn hóa xã hội Caritas Việt Nam đã rất nhanh nhạy trong cái dịp tháng 7 vừa qua, khi một vài nơi ở trong giáo phận tức là tỉnh Sơn La, Yên Bái và Lai Châu đã có những cái thiệt hại nặng nề vì những cái cơn lũ quét. Thế thì ủy ban văn hóa xã hội Caritas Việt Nam chính là thành phần đầu tiên đã có một cái sự cảm thông liên đới với giáo phận chúng tôi và chia sẻ với chúng tôi một cách thật là mặn mà, để rồi sau đó quý cha ở trong ủy ban văn hóa xã hội Caritas của giáo phận Đông Hoa chúng tôi đã có thể đi đến mà chia sẻ cái tình bác ái đó cho những người bà con, nhất là bà con dân tộc bị thiệt hại. Xin cảm ơn tất cả chị em cán bộ quý cha chủ tịch các con được đến đây tham dự và được nói đến đội tâm sự của bà. Cảm ơn.